người tốt đấy. Dù tao có quyến rũ ông ấy đến thế nào đấy chẳng nữa, ông cũng không được lành. Tại sao nhân cơ hội này mày không thổ lộ với ông ấy đi? Mày điên hả? Lộ cái gì? Bộ mày tưởng tao thích ông thiệt hả? Thế ý mày nói như vậy là mày không thích ông ấy. Xỉn rồi, vẫn ngủ đi. Em chưa có gì. Em muốn nói là... Nói gì? Em yêu anh. Big Sao Media, đối tác chuyên sản xuất phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp chuyên nghiệp. Tao làm sao yêu một cái thằng vừa nghèo vừa cù lần như ổng được.
chỉ là trong cái chơi qua đường một xíu thôi. Này nha, mày nói như thế là mày quá đáng lắm rồi đó. Làm gì mà mày cứ sồ sồ lên vậy? Nếu mà mày không thích ông ấy thì tao sẽ theo đuổi ông ấy. Từ trước đến giờ tao cứ nghĩ rằng là mày thích ông ấy cũng thích mày, nên là tao mới gắn kết hợp trong hai người. Nhưng bây giờ thì không phải như vậy. Không được. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu. Và tao không... Nói chung là tao chưa muốn kết thúc, nên tao nói không được là không được. Mày... mày điên rồi. Vẫn ngủ đi. Em chưa có gì. Em muốn nói là... Nói gì? Em yêu anh. Mày nói gì khùng quá vậy? Bến ngủ em. Em biết là anh thích Thủy, nhưng Thủy đâu có thích anh. Tại sao anh phải khổ sở như vậy? Mày đang làm gì vậy? Thủy, tao nhờ mày thử lòng anh. Không ngờ mày lại thật hả? Mày... Anh... Thật ra em rất là thích anh. Em chỉ nhờ nó thử lòng anh thôi. Không ngờ nó là con người như vậy luôn. Em thích anh thật hả? Thật chứ. Xảo trá. Điêu ngoa. Sao anh lại nói vậy? Cô bớt đóng kịch lại đi. Tôi biết hết màn kịch của cô rồi. Tại sao nhân cơ hội này mày không thổ lộ với ông ấy đi? Mày điên hả? Thổ lộ cái gì? Ủa mày tưởng tao thích ông thiệt hả? Thế ý mày nói như vậy là mày không thích ông ấy. Vậy tại sao từ trước đến giờ mày cứ để cho ông ấy hy vọng ấy? Đi. Một người như tao làm sao yêu một người thằng vừa nghèo cô lần như ổng được? Nhưng mà anh xin lỗi em nhiều lắm. Nhưng trong suốt thời gian vừa qua, anh khiến cho em phải thất vọng, phải buồn. Anh xin lỗi em. Hai người đang làm gì trước mặt tôi vậy? Mày thôi đi. Tôi nói một lần cuối cùng cho cô biết. Sống trên đời này mà không biết trân trọng tình cảm, cứ xem tình yêu như một trò đùa, thì suốt cuộc đời của cô không kiếm một người thật lòng yêu cô đâu. Mình dọn đồ về thôi em.